chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Cửa sổ Thái Nguyên. Vâng, hẳn quý vị và các bạn đang rất tò mò về bộ trang phục tôi mặc trên người. Đây chính là áo chàm, trang phục truyền thống của dân tộc Tày. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Phố Thái Nguyên, sau độ 10 phút đi xe, chúng tôi đã bỏ lại đằng sau những ồn ào huyên náo của phố thị để đến với chốn rừng xanh, nơi có khu du lịch sinh thái Thái Hải. Thái Hải gây ấn tượng với du khách với không gian rợp bóng cây, những mái nhà sàn ẩn hiện lưng chừng đồi và những bóng áo chàm thấp thoáng. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải của chúng tôi được quy hoạch với diện tích hơn 70 hectare và hiện tại đang từng bước khai thác vào hoạt động chính thức trong khoảng 20 hectare. Với không gian thiên nhiên tươi xanh, chúng tôi đang bảo tồn lại các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày Nùng, đặc biệt là của đồng bào dân tộc Tày vùng dân tộc Phu Định Hóa Thái Nguyên. À, những ngôi nhà sàn này thì có những ngôi nhà sàn đã ngót nghét hàng trăm tuổi rồi đấy. Đây đều là những ngôi nhà sàn mà trước đây bà con đồng bào dân tộc trên vùng an toàn khu Định Hóa họ sinh sống trực tiếp hàng ngày. Bản thân giám đốc của khu bảo tồn cũng là một người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên đã gắn liền với những nếp nhà sàn truyền thống, nên là cô rất tâm huyết với các cái giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Tày Nùng. Nên là xưa kia khi mà sơ khai ấy, ở đây hoàn toàn là vùng đất trống đồi trọc, và tất cả những nếp nhà sàn, 30 ngôi nhà sàn này và những rừng cây xanh ngát, những cánh đồng rau như bây giờ đều là tự tay cô giám đốc cùng với các anh chị em tự tay về gây dựng và trồng lên. Ở đây chúng em đang bảo tồn và duy trì các cái giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Tày. Về các giá trị văn hóa vật thể, ví dụ như là những nếp nhà sàn như chị nhìn thấy đấy, hoặc là các cái công cụ dụng cụ lao động, rồi cái trang phục, các cái mà đồng bào dân tộc họ đang sử dụng hàng ngày. Về cái giá trị văn hóa phi vật thể thì ngoài cái ngôn ngữ, cái nếp sống sinh hoạt trên nhà sàn của đồng bào dân tộc thì chúng tôi còn bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa đặc trưng, đó là đàn tính hát then. Để du khách có thể hiểu rõ hơn về các cái giá trị văn hóa truyền thống đây chúng tôi đang bảo tồn, chúng tôi cũng giới thiệu một số các cái chương trình trải nghiệm cho du khách, ví dụ như là trải nghiệm tham gia sinh hoạt, tham gia cái nếp sống sinh hoạt trên nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc, hoặc là tham gia một số các chương trình trò chơi dân gian, các cái nếp sống sinh hoạt hàng ngày, kể cả một vài nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc về đàn tính hát then. Các trò chơi dân gian ở đây của chúng tôi thì là những cái trò chơi gắn liền với đồng bào dân tộc Tày, ví dụ như trò chơi tung còn trong ngày lễ hội lồng tồng đầu năm của người dân tộc, hoặc là các trò chơi đu, chơi đi cầu khỉ, đi cà kheo, vịt mắt đập niêu, vịt mắt bắt dê. Vâng, một số trò chơi truyền thống khác của dân gian Việt Nam nói chung, ví dụ như là chơi ôn quan, nhảy dây, kéo co, chúng tôi cũng tái hiện và du khách có thể trải nghiệm ở đây. Đây là cái không gian sân để tổ chức các cái trò chơi dân gian. Ngay trước mặt chị nhìn thấy đây là trò chơi tung còn đấy. Trong lành, một đặc sản mà du khách không nên bỏ qua khi đến với Thái Hải, đó là những làn điệu hát then đàn tính do chính những người phụ nữ Tày thể hiện. Bên bếp lửa hồng dưới mái nhà sàn truyền thống, những điệu then vang lên ngân nga trầm bổng, khi du dương dịu dặt, khi rộn rã thôi thúc. Oh.
răng. Dạ. À, mình nhằng cầu chúc cho vô cái. Dạ. Sớm tối được bình an, nhà cửa được an khang thịnh vượng. Dạ. Làn điệu then vừa rồi thì nội dung của nó là như nào bạn nhỉ? À, làn điệu then vừa rồi đó là làn điệu then then cổ ấy, là then nghi lễ, là then cầu phúc cầu an cho tất cả mọi người. Tự như ở đây công tác bảo tồn ở đây thì trong một bài then đó thì bài then nghi lễ thì có thường là có bên dưới là có thể bốn con hương ngồi phía sau và xung quanh thì mọi người ngồi xung quanh, đặc biệt các bé nhỏ ở đây thì rất nhiều bé nhỏ, các bé cũng sẽ được ngồi xung quanh để cùng tham gia cùng cái tiết mục đấy. Thế khi nào thì mình hát cái làn điệu cầu phúc cầu an này? Gia đình mình ở đây thì làm thường xuyên, đặc biệt là khách đến đây thì sẽ hát tặng khách những làn điệu then cổ như thế này để cũng là đem lại điều bình an may mắn cho du khách. Với màu xanh mướt mát của núi đồi và cỏ cây thì giữa cái nắng hè 40 độ, nhưng khi đến đây tôi như được chút bỏ hết những nóng bức và mệt mỏi để hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng với người thân và bạn bè trong những ngày hè oi bức, không chỉ để giải nhiệt mà còn để tìm hiểu về cuộc sống của đồng bào dân tộc này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.